Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, ngày ghi nhận 31 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của một trong hai hãng là Pfizer và Moderna, và nhiều hơn số ca mắc là khoảng 28 triệu người. Nước này sẽ tiến thêm một bước trong lộ trình mở cửa bằng quyết định mở cửa các trường công lập từ ngày 22 tháng 3 đến đây. Vâng, trái lại thì tại một số quốc gia như là Italia và Ấn Độ thì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có xu hướng xấu đi khi mà số ca mắc bệnh tăng cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Những thông tin nêu trên sẽ có trong cụm tin vắn về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số quốc gia trên thế giới ngay sau đây. Các trường trung học công lập tại New York sẽ mở lại các lớp học trực tiếp kể từ ngày 22 tháng 3 và các hoạt động thể thao cũng được nối lại từ giữa tháng 4 tới. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có những tiến triển tích cực tại thành phố tâm dịch của nước Mỹ trong lộ trình dần trở lại cuộc sống bình thường. Trước đó, kể từ tháng 11 năm 2020, toàn bộ các trường trung học ở thành phố New York phải học trực tuyến do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với tỷ lệ nhiễm mới luôn vượt mức 3%, ngưỡng an toàn do thị trường đặt ra. Các trường tiểu học, trung học cơ sở và lớp học đặc biệt đều đã bắt đầu trở lại học trực tiếp rải rác từ tháng 12 năm 2020. Theo Bộ Y tế Italia, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 318 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nước này lên tới 100.103 ca sau 13 tháng dịch bệnh hoành hành. Bộ Y tế Italia đặc biệt quan ngại về số ca tử vong do COVID-19 tăng mạnh tại nước này trong những tháng gần đây. Số ca nhiễm mới tại Italia tuần trước cũng tăng 23% so với tuần trước đó, khiến giới chức nước này đưa ra cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch bệnh mới liên quan đến biến thể SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh. Thủ tướng Italia nhận định tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng xấu đi và chính phủ của ông sẽ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 18,7 nghìn ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong nhiều ngày qua. Điều này làm dấy lên lo ngại quốc gia Nam Á này đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới, bất chấp việc Ấn Độ đã triển khai công tác tiêm chủng trên toàn quốc bắt đầu từ trung tuần tháng 1 vừa qua. Đến nay, có gần 21 triệu người, chủ yếu là nhân viên y tế đã được tiêm chủng tại Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh công tác xét nghiệm trên cả nước, hiện đã có gần 222 triệu người được xét nghiệm. Tính đến nay, tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ là hơn 11,2 triệu ca, trong đó hơn 157.000 ca tử vong. Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Indonesia thông báo nước này đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Thông báo trên được đưa ra ngày 9 tháng 3, sau khi nước này tiếp nhận hơn 1 triệu liều vaccine của AstraZeneca thông qua cơ chế phân phối vaccine toàn cầu dành cho những nước có thu nhập thấp và trung bình COVAX. Ngoài số vaccine trong khuôn khổ COVAX, Indonesia cũng đã tiếp nhận 38 triệu liều vaccine của hãng Sinovac Biotech và đưa vào sử dụng loại vaccine này cho chương trình tiêm chủng quốc gia được khởi động vào tháng 1 năm 2021.